Chào mừng các em quay lại với bài học Unitel English Speaking Countries Tiết học Skill 1. Và cô là Thanh, rất vui đồng hành với các em bài học này. Reading Kỹ năng đọc. Activity 1. Quick and fast. Discuss and choose the correct answer. A, B, or C. Hoạt động 1. Làm việc theo cặp. Thảo luận và chọn những câu trả lời đúng A, B hoặc C. 1. New Zealand is near. Khoảng trắng. A, Australia. Úc. B, the USA. Hoa Kỳ. C. The UK. Câu 1, ta chọn A. 2. New Zealand is famous for its khoảng trắng. A. Film industry. Ngành công nghiệp phim. B. Beautiful nature. Thiên nhiên xinh đẹp. C. Modern cities. Các thành phố hiện đại. Câu 2, ta chọn B. Activity 2. Read the passage and make the words in bold. From the passage, from 1 to 4, with their meanings, from A to D. Hoạt động 2, hãy đọc đoạn văn và nói các từ được in đậm bên dưới đoạn văn. Các câu từ 1 đến 4, với ý nghĩa của chúng, các câu từ A đến D. Chúng ta cùng đọc đoạn văn bên dưới các em nhé. New Zealand. New Zealand is an island country in the Pacific Ocean. New Zealand là một quốc đảo ở Thái Bình Dương. It is one of the most interesting countries in the world. Nó là một trong những quốc gia thú vị nhất trên thế giới. Everywhere you go, you can see amazing natural landscapes, green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests. Bất kỳ nơi nào mà bạn đi đến, bạn cũng có thể nhìn thấy những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ như những dải núi xanh, những bờ biển đầy nắng, thác nước cao và những khu rừng cổ thụ. You can visit the beautiful place where they film The Blood of the Prince or Historic Queen Town. Bạn có thể ghé thăm địa điểm tuyệt đẹp nơi họ quay bộ phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn hoặc Queen Town lịch sử. This is also a great country for lovers of outdoor activities. Nơi đây cũng là nơi tuyệt vời dành cho những người yêu thích các hoạt động ngoài trời. You can always find something to do here. Skiing, boating, bushwalking. Bạn cũng có thể tìm thấy một vài việc để làm ở đây như trượt tuyết, chèo thuyền và đi bộ trong rừng. New Zealand is rich in culture. New Zealand có nền văn hóa rất giàu có. Most visitors to New Zealand love its unique Maori culture. Hầu hết các du khách khi viếng thăm New Zealand đều yêu thích nền văn hóa Maori độc đáo của họ. The Maori are the native people of this country. Người Maori là dân bản địa của quốc gia này. They are famous for their unique tattoos and haka dance. Họ rất nổi tiếng về các hình xăm và điệu nhảy haka độc đáo. A visit to this beautiful country will be an experience you will never forget. Viếng thăm một đất nước xinh đẹp sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn, sẽ không bao giờ quên. Chúng ta cùng làm phần bài tập bên dưới. 1. Shining. Sáng chói. Ta sẽ ghép với C. Bright and sunny. Sáng và nắng. 2. Ancient. Cổ. Ta sẽ ghép với D.
Very, very old. Rất, rất lâu đời. Historic. Thuộc về lịch sử. Ta sẽ ghép với A. Connected with the past. Liên quan đến quá khứ. D. Rich. Giàu có. Ta sẽ ghép với B. Having a lot. Có rất nhiều. Activity 3. Read the passage again and choose the correct answer, A, B, or C. Hãy đọc đoạn văn một lần nữa và chọn những câu trả lời đúng, A, B hoặc C. 1. New Zealand is a khoảng trắng. Country. A. Strange. Xa lạ. B. Rich. Giàu có. C. Beautiful. Xinh đẹp. Ở câu 1, chúng ta sẽ chọn đáp án C và các em hãy chú ý ở đoạn văn Everywhere you can đến Ancient Forest. Ở câu này, người ta giới thiệu về New Zealand là một quốc gia xinh đẹp và nó sẽ phù hợp với câu hỏi của câu thứ nhất. 2. A natural attraction of New Zealand is. Điểm thu hút thiên nhiên của New Zealand là A. Maori culture, văn hóa Maori. B. Shining beaches, những bãi biển đầy nắng. C. Outdoor activities, các hoạt động ngoài trời. Ở câu 2, chúng ta sẽ chọn đáp án B. 3. New Zealander, love khoảng trắng. A. Haka dancing, điệu nhảy Haka. B. Sports and games, thể thao và trò chơi. C. Indoor activities. Ở câu 3, ta sẽ loại bỏ đáp án A vì câu này thuộc về văn hóa của người Maori. Ở đáp án C, các hoạt động ngoài trời. Ở trong bài không đề cập đến hoạt động này, vì vậy ở câu 3 ta sẽ chọn B. For the Haka dance is an example, khoảng trắng. Điệu nhảy Haka là một ví dụ của A. The Maori culture, nền văn hóa Maori. B. New Zealand's history, lịch sử của New Zealand. C. Outdoor activities, các hoạt động ngoài trời. Ở câu 4, các em hãy lưu ý đến đoạn JR Famous đến đoạn Haka dance. Ở đoạn này nói về văn hóa của người Maori. Vì vậy, ta sẽ kết luận điệu nhảy Haka thể hiện là một ví dụ rõ nét nhất về văn hóa Maori. Ở câu 4, ta sẽ chọn câu A. 5. The writer mentioned khoảng trắng is one of New Zealand's attractions. Tác giả đã đề cập đến như một trong những điểm đến thu hút của New Zealand. A. Traditional food, thức ăn truyền thống. B. Hardworking people, người dân chăm chỉ siêng năng. C. Rich culture, văn hóa giàu có. A và B không được đề cập đến trong đoạn văn. Vì vậy, ở câu 5 ta sẽ chọn câu C. Speaking, kỹ năng nói. Activity 4. Working fast. Note 2 things you like about New Zealand. Say it with your partner. Hoạt động 4. Làm việc theo cặp. Hãy ghi chú lại hai điều mà em thích nhất về New Zealand. Hãy chia sẻ nó với bạn của mình. Ở New Zealand có hai điều nổi bật, đó là cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp và nền văn hóa Maori. Dựa vào những gợi ý trong bài, các em có thể phát triển ý như sau. There are two things I like about New Zealand. Có hai thứ em thích về New Zealand. They are famous for their many natural beautiful landscapes, green mountains, shining beaches, high waterfalls, and ancient forests. Họ nổi tiếng về nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp như các dải núi xanh, bờ biển đầy nắng, các thác núi cao, các rừng cây cổ thụ.
Besides, I am very interested in its culture. Bên cạnh đó, em cũng rất hứng thú về nền văn hóa của họ. People here have unique tattoos and attractive hakaden. Mọi người ở đây có các hình xăm và điệu nhảy haka hu hút và độc đáo. Activity 5. Working groups refer a short introduction of Scotland and resent it to the last. Hoạt động 5. Làm việc theo nhóm. Chuẩn bị một bài giới thiệu ngắn về Scotland và hãy trình bày nó trước lớp. Một vài sự thật về Scotland. Vị trí nằm ở phía bắc của Anh, nổi tiếng về nền văn hóa giàu có, cảnh quan đẹp, các lâu đài cổ. Danh sách viếng thăm gồm có tận mắt chứng kiến các hoạt động độc đáo của người Scotland như đánh trống, khiêu vũ, viếng thăm lâu đài Edinburgh, thị trấn Bromley, hồ Loch Ness. Mọi người ở đây rất thân thiện và sáng tạo. Sau đây là phần gợi ý trả lời của cô. Scotland. Scotland is a part of the United Kingdom. Scotland là một phần của Vương quốc Anh. It is in the north of Great Britain. Nó nằm ở phía bắc của Vương quốc Anh. Scotland is famous for rich cultures, beautiful nature, and ancient castles. Scotland nổi tiếng về nền văn hóa giàu có, cảnh quan đẹp và các lâu đài cổ. You can visit the Edinburgh Castle, the Royal Mile, Loch Ness. Các em có thể viếng thăm lâu đài Edinburgh, phố Royal Mile, hoặc Loch Ness. If you have a chance to visit here, you should see unique caustic activities like rumming, dancing. Nếu các em có cơ hội viếng thăm nơi đây, các em có thể tận mắt chứng kiến các hoạt động độc đáo của người Scotland như đánh trống, khiêu vũ. Moreover, the local people are very friendly and creative. Thêm vào đó, người dân nơi đây rất thân thiện và sáng tạo. In short, a visit to Scotland will be an unforgettable experience for everyone. Nói chung, một chuyến thăm đến Scotland sẽ là một trải nghiệm khó quên đối với mọi người. Bài học đến đây là hết. Chúc các em có một buổi học tập và chuẩn bị bài thật tốt. Nếu thấy video hay, hãy ủng hộ cô bằng cách like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài học sau.